Ôi, hôm nay trời rất là đẹp. Hôm nay là cả nhà hôm nay đi ngắm núi Phú Sĩ à. Núi Phú Sĩ hôm nay trời trong xanh, rất là đẹp, không có một đám mây đâu luôn. Hôm nay sẽ đi hồ Kawaguchiko Yamanakako. Bye bye. Bye bye. Hello, hello, hello. Bye bye. Hello, hello, hello. Bye bye. Đây là cái trạm bi dừng chân trên cao tốc. Ở đây chuẩn bị tới cái núi Phú Sĩ thì mọi người sẽ đi đường cao tốc, thì mọi người sẽ nghỉ chân ở đây. Phải đây. Uống à luôn à. Hôm nay mới cần đi núi Phú Sĩ chơi hả? Hôm nay là thời tiết đẹp. Có một chút đám mây kia thôi. Đây này, bỏ ra cái ly này. Đây là chuẩn bị đây nè, xuất phát tới núi Phú Sĩ nè. Hôm nay trời nắng trong. Và đây là núi Phú Sĩ, nhìn từ cái hướng hồ Yamanaka. Và đây là trên cái đỉnh núi, và mùa đông rất là lạnh, mọi người sẽ không được leo núi ở trên đây vào những cái mùa đông như thế này. Đây là những cái hình ảnh trên cái đỉnh núi Phú Sĩ, mình có dịp đi leo núi cách đây vài năm. Và đây là cái trạm bưu điện. Đây thì tại đây thì mọi người có thể gửi thư về nhà hay là ghi bằng postcard gì đó để mình check in, để làm kỷ niệm là mình đánh dấu khi mình đã đặt chân được trên cái đỉnh núi Phú Sĩ. Đoạn đường đi xuống núi. Và đây là những định hướng để mình đi xuống núi lại. Khung cảnh ở đây ngay cái chỗ này thì nhìn như là đang ở trên trời vậy đó. Thank you.
Nguy cơ. Nước cái văng lên đó. Vâng, đây là cái hồ Yamanakako ở dưới cái chân núi Phú Sĩ. Kia là cái núi Phú Sĩ kia. Hôm nay là trời nắng trăng trong xanh lên. Nhìn thấy rất là rõ luôn. Đây mít cường đây. Nước văng lên trên giày ướt đấy con. Đây là cái hồ Kawamushiko, trên đây là có cái thuyền đây. Thì cái thuyền đó mình đi lên trên cái thuyền đó được hả? Mày ôm này, mày ôm này.
lớn. Did I do?